vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới thì xe ô tô sẽ bị cấm dừng và đổ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ tối tại khu phố Tây, đường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Theo đó thì ô tô con, xe khách dưới 26 chỗ ngồi chỉ được phép dừng trong các ô đổ xe không quá 5 phút để lên xuống khách. Xe khách lớn hơn phải lưu thông vào bến xe buýt trong công viên 23 tháng 9 để lên xuống khách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này. Bên cạnh đó thì Sở Giao thông Vận tải bố trí bãi đậu có diện tích 500m² trong công viên 23 tháng 9 cho các xe dừng đưa đón khách. Sở sẽ có phương án xây nhà chờ, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Về lâu dài sẽ thu phí để thuê người làm vệ sinh, giữ an ninh trật tự tại khu vực này. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thì việc cấm xe dừng đổ ở các tuyến đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão nhằm tổ chức lại trật tự giao thông, hạn chế xe dù đón trả khách trên đường này. Việc xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam đang chuyển biến tốt thưa quý vị. Tuy nhiên thì hoạt động này cần sự tham gia tích cực hơn nữa từ phía cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin. Đó là lời kêu gọi của ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin nhân buổi gặp gỡ đầu năm với cộng đồng công nghệ thông tin truyền thông phía Nam do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức vào cuối tuần qua. Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, năm 2015, ngành công nghệ thông tin viễn thông lần đầu tiên trở thành ngành đóng góp nhiều nhất vào ngân sách thông qua nộp thuế, doanh thu ước đạt 42 tỷ đô la Mỹ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cũng phát triển. Đến nay, tất cả các bộ, ngành, địa phương đã có trang cổng thông tin điện tử, cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1-2, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 cũng gia tăng. Ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin cho biết, mục tiêu của Ủy ban là thời gian tới sẽ xây dựng hệ thống liên thông phần mềm văn bản trong cả nước, giúp văn bản của cơ quan ban ngành các cấp được nhận và gửi tức thì như trong nội bộ một đơn vị. Mục tiêu này cùng với hàng loạt mục tiêu khác về chính phủ điện tử đang cần sự tham gia tích cực hơn của phía doanh nghiệp. Người thứ nhất là chúng ta cùng nhau góp cái công sức vào xây dựng chính phủ điện tử theo nghị quyết 36A. Thì chúng ta cộng đồng chúng ta rất lớn, chúng ta tham gia trực tiếp được thì càng tốt. Số lượng tham gia hiện nay tôi thấy là cũng chưa nhiều. Nếu chúng ta tham gia được nhiều vào đây là rất tốt. Tất nhiên về phía cơ quan quản lý phải tạo cái điều kiện để các doanh nghiệp, các đơn vị tham gia. Nhưng cũng rất mong các doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào đây thì rất tốt cho chúng ta. Cái hướng sẽ rất tốt, đã rất tốt rồi, sẽ mở ra một cái thị trường rất lớn, cũng như là các cơ quan nhà nước sẽ có được cái doanh nghiệp tốt hỗ trợ cho cái sự xây dựng chính phủ điện tử. Cũng trong buổi gặp gỡ, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và các câu lạc bộ chuyên ngành, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động cụ thể trong năm như giúp doanh nghiệp tiếp cận chương trình quản lý chất lượng, tổ chức các hội thảo chuyên ngành xúc tiến đầu tư trong ngoài nước. Mặc dù giá vàng thế giới liên tục tăng nhưng giá vàng trong nước lại luôn có xu hướng tăng chậm hơn trong gần 10 ngày qua, khiến cho giá trong nước thường thấp hơn giá thế giới 200 đến 300 nghìn đồng một lượng. Tại sao lại có hiện tượng này? Xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi nhanh giữa chúng tôi với chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu. Thưa ông, như ông cũng thấy thì giá vàng Việt Nam trong khoảng 10-15 ngày gần đây có xu hướng tiệm cận và dần dần có những thời điểm còn thấp hơn cả giá thế giới mấy trăm nghìn đồng một lượng. Vì sao lại có hiện tượng này trong khi khoảng 5-6 năm gần đây chúng ta chỉ thấy cái hiện tượng là vàng Việt Nam cao giá hơn thế giới? Đúng, đây là một cái hiện tượng rất bất ngờ với ngay cả chúng tôi là những chuyên gia về ngành tài chính ngân hàng. Thì trong thời gian vừa qua có một cái hiện tượng đảo chiều, tức là giá vàng thế giới cao hơn giá vàng trong nước. Có lúc lên đến 200.000, có lúc lên đến 300.000, thậm chí lên đến 500.000. Trong thời gian vừa qua, giá vàng thế giới tăng nhanh vì có một số những cái nguyên do. Cái nguyên do thứ nhất là nền kinh tế của thế giới đang chậm hẳn lại. Mà đặc biệt trong đó có những quốc gia mà đứng hàng đầu thế giới như là Trung Quốc. Thì năm nay, cái tăng trưởng của Trung Quốc dự đoán vào khoảng từ 6,5 cho đến 7%, là một cái mức mà thấp nhất trong vòng mấy chục năm qua. Thành ra một nền kinh tế đứng số 2 thế giới mà chậm lại thì dĩ nhiên là nó sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy khác. Rồi nền kinh tế toàn cầu cũng chậm lại, trong đó nền kinh tế của châu Âu cũng chậm hẳn lại. Bên cạnh đó, những cái vấn đề mà tài chính ngân hàng trên thế giới thì cái vấn đề mà chiến tranh tại vùng Trung Đông, trong đó chiến tranh Syria đã làm cho tình hình thế giới trở nên biến động khôn lường. Và chính vì thế cái vai trò của vàng lại trở lại, lấy vàng lại lấy lại được cái vai trò là cái nơi trú ẩn an toàn
cho các nhà kinh doanh và đầu tư trên thế giới. Ông vừa mới nói là vì những cái bất ổn của kinh tế và chính trị trên toàn cầu cho nên giá vàng thế giới mới tăng. Tuy nhiên đối với giới đầu tư, những nhà đầu tư đầu cơ Việt Nam, vì sao họ không sợ những cái bất ổn này, họ không chuyển qua đầu tư vàng để đẩy giá vàng trong nước lên cao như trước đây mà cái nhu cầu vàng trong nước nó vẫn thấp như vậy? Đây là cái câu hỏi rất lý thú. Thì chúng tôi giải thích như thế này, là có lẽ là chính phủ và Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã thành công trong cái vấn đề giảm thiểu cái hiện tượng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế. Thứ nhất là về vàng hóa thì trong 3 năm vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã thành công trong cái việc mà giữ cái thị trường vàng nó ổn định. Nó không có cái vấn đề mà sôi động và không có cái vấn đề mà dân chúng ào ào chạy vào mua vàng mỗi khi có những cái tin xấu. Rồi về vấn đề đô la hóa cũng thế. Chúng ta cũng đã thành công trong cái việc mà giảm trừ cái hiện tượng đô la hóa. Và ngày hôm nay thì dân chúng cũng không còn găm giữ đô la như ngày trước. Và cái giá đô la, đặc biệt là từ đầu năm khi mà Ngân hàng Nhà nước thực hiện cái cơ chế tỷ giá trung tâm, thì rõ ràng là giá tỷ giá đô la đã giảm mạnh từ cái cuối năm trước, từ cái mức trần là 22.547 cho đến xuống đến cái mức 22.200-300. Và chính vì cái sự mà ổn định đó có thể làm cho cái lòng tin của người dân và những nhà kinh doanh tin tưởng vào tiền đồng hơn. Và một khi họ tin tưởng vào tiền đồng hơn thì họ cũng tránh xa những cái loại tài sản mà trước kia nó là cái hầm trú ẩn an toàn, trong đó có vàng và trong đó có đô la. Còn về phía các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam thì sao? Họ có khả năng bị thua lỗ trong cái đợt này không? Cũng có thể có những doanh nghiệp họ đã thua lỗ tại vì trước đây mua vàng với giá cao và bây giờ vàng nó tiếp cận với thị trường thế giới, giá vàng thế giới, và có thể họ đã có một cái sự thiệt hại. Nhưng mà tôi nghĩ nói chung thì có lẽ tại vì giá vàng ở trong nước không thuyên giảm từ trong cái thời gian 3 năm vừa qua, thành ra tôi nghĩ rằng các nhà kinh doanh vàng nếu có lỗ thì cũng là những cái trường hợp cá biệt, đối với người dân cũng không phải là cái sự thiệt hại. Chúng tôi muốn biết là về bình diện vĩ mô thì khi giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới thì liệu có khả năng xảy ra hiện tượng là chảy máu vàng ra nước ngoài không thưa? Đó là cái điều mà có thể xảy ra. Nếu mà giá vàng ở trong nước mà thấp hơn giá vàng thế giới thì trên nguyên tắc là nó có cái hiện tượng là tuồn vàng ra bên ngoài. Những cái nhà kinh doanh vàng tuồn vàng ra bên ngoài để bán ra thế giới với cái giá cao hơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không được phép, tất cả mọi người, các nhà kinh doanh cũng như là dân chúng không được phép bán vàng, cũng không được phép mua vàng từ nước ngoài. Một cái cơ quan, một cái đơn vị duy nhất hiện tại trong nền kinh tế có thể mua bán vàng với nước ngoài, đó là Ngân hàng Trung ương. Thành ra nếu mà có cái hiện tượng tuồn vàng thì chắc chắn là phải qua cái đường buôn lậu. Thì tôi nghĩ là chính vì thế mà nếu mà có cái chuyện đó xảy ra thì tôi cũng không nghĩ là nó là một cái số lượng vàng tuồn ra bên ngoài qua cái đường buôn lậu quá lớn. Dạ vâng, rất cảm ơn ông vì những chia sẻ này. Và quý vị vừa theo dõi những hình ảnh của pha lướt sóng ngoạn mục tại Hawaii và xin được quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu năm nay thì tổng lượng xi măng bán ra đã đạt trên 9,4 triệu tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số liệu thống kê mà Bộ Xây dựng vừa công bố. Tổng lượng xi măng bán ra trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 9,4 triệu tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng lượng xi măng bán ra 2 tháng qua, có 7,3 triệu tấn xi măng tiêu thụ trong nước, còn lại là xuất khẩu ở thị trường nước ngoài. Dự báo tiêu thụ xi măng cả nước trong năm nay sẽ đạt khoảng 75 đến 77 triệu tấn, tăng từ 4 đến 7% so với năm 2015, trong đó tiêu thụ nội địa sẽ đạt mức từ 59 đến 60 triệu tấn.
Một trong những nguyên nhân giúp khối lượng xi măng tiêu thụ tăng là do bất động sản phục hồi, nhu cầu xây dựng tăng cao. Giá bán xi măng được nhìn nhận sẽ được duy trì ở mức ổn định như năm qua. Trong một trận cầu tẻ nhạt ở tứ kết FA Cup giữa hai đội bóng đang tranh nhau vị trí thứ tư ở giải Hoàng Anh, West Ham suýt chút nữa đã loại đội bóng có 11 lần vô địch ở giải đấu này là Manchester United. Tiền vệ Dimitri Payet có bàn thắng với tỷ số phút thứ 68 bằng một cú sút từ khoảng cách 30m. Huấn luyện viên của West Ham, ông Slaven Bilic đã có sự sắp xếp đội hình hợp lý khi khóa chặt tuyến giữa của đội chủ nhà và họ đã gần như giành vé đi tiếp nếu như đội bóng quỷ đỏ không có được bàn thắng của ngôi sao trẻ người Pháp ở những phút cuối. Anthony Martial đã ghi bàn, qua đó giúp Man United có cơ hội trong trận đá lại với West Ham trên sân Boley Ground. Không được may mắn như Manchester United, ở trận đấu diễn ra trước đó thì Arsenal đã để thất bại 0-3 trước tân binh ở giải Ngoại hạng Anh là Watford. Dù đã có hai lần liên tiếp giành ngôi vô địch FA Cup, nhưng ở mùa này thay trò huấn luyện viên Arsene Wenger đã bắt đầu có dấu hiệu hụt hơi khi phải chạy sức ở nhiều mặt trận khác nhau. Nắm bắt được lợi điểm đó, Watford thực hiện lối chơi phòng ngự phản công hoàn hảo, tận dụng những sai lầm của pháo thủ và qua đó ghi 3 bàn thắng để giành vé đi tiếp. Watford sẽ có mặt ở vòng bán kết để tiếp đón một trong hai đội là Everton hoặc Crystal Palace. Trong khi Bayern giành thắng lợi đậm đà trước Werder Bremen, Borussia Dortmund đã giành chiến thắng trước Mainz 05 để tiếp tục gây áp lực lên ngôi đầu của Bayern. Ở trận đấu khác, Hertha Berlin đã sau đấu trường mà họ đã vắng mặt từ mùa năm 1999 năm 2000. Tay đua Tom Sykes của đội Kawasaki đã vươn lên phía trước để về đích đầu tiên ở chặng thứ 2 của giải đua xe World Superbike vừa diễn ra ở Thái Lan. Đồng đội của anh là Jonathan Rea cũng về đích ngay sau. Tay đua này hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng 5 của giải đấu. Hai tay đua của đội Kawasaki đã thể hiện phong độ tuyệt vời trong suốt 20 vòng đua của chặng này, trong khi có đến 12 vòng, Tom Sykes dẫn đầu đoàn đua. Chad Davies của đội Ducati về ở vị trí thứ 3 khi anh thất bại trong nỗ lực tấn công hai vị trí của đội đua Kawasaki. Còn cựu tay đua MotoGP Nicky Hayden kết thúc chặng ở vị trí thứ 5. Ở chặng đua tiếp theo, các tay đua sẽ tranh tài ở Tây Ban Nha. Và kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Gần như không thể tiêu diệt mũi mang virus Zika. Brazil biểu tình toàn quốc kêu gọi tổng thống từ chức.